của Thánh Mẫu Liễu Hạnh, chị hai của Kiệt, viết cái bài này tại đền Ngọc Sơn, Hà Nội 1938. Lúc đó cây vàng ba chọc đỏ đó cũng treo ở Hàng Xanh đó, khoảng đó mai mốt cũng treo trở lại ngoài đó. Thiên cơ chẳng dám nói ra, có duyên đã gặp thì ta đãi lòng. Ba màu đến độ suy vong, nghĩa là cờ vàng ba chọc đỏ thời đó năm 75 không đến độ mà hết không suy vong. Khỉ về gà gáy, khỉ là mấy đảng mình á, ở trong rừng ra là khỉ, khỉ về rừng, khỉ về gà gáy, dần hồng nổi lên. Cúc vàng rót chén rượu tiên, uống mà xem lũ đảo điên luôn thường. Mèo lùi cáo nắm kỹ cương, nghĩa là tới ngày hôm nay á, lãnh đạo mình á, mèo lùi cáo nắm kỹ cương, tương tàn cốt ngục nhiễu dương lạ kỳ. Nghĩa là ngoài Bắc, ngoài Trung, ngoài Nam cũng là anh em Việt Nam con rồng cháu tiên, nhưng mà cứ giết với nhau à. Giết cho tới ngày hôm nay ở quốc nội quốc ngoại cũng chia rẽ, đó là gọi là thương tàn cốt nhục. Cho nên Bắc Cali, Nam Cali cũng là hai cái nồi cháu heo hiu tanh nữa, thêm thập cẩm nữa. Tự vì ở bởi nó có những cái mật vụ, họ đi theo cái thể chế tam vô á, thì họ làm cho cộng đồng không có đoàn kết, đó là thương tàn cốt nhục, làm cho mấy đứa nhỏ hôm nay nó bị nhồi sọ một cách rất là sai với người hải ngoại. Thì thành ra đó là mưu mô của Trung Cộng, nó làm cho cái thế hệ nhỏ mình già mình sẽ chết, thế hệ nhỏ nó sẽ không có hiểu, thì từ đó Trung Cộng nó mới chiếm nước mình, làm cho mình bị mất gốc. Từ giờ đó tại những người giỏi già chết hết, còn mấy đứa nhỏ lớn lên nó bị nhồi sọ, rồi cho uống bia một đồng bệnh tật, đó mưu mô của Trung Cộng. Tương tàn cũng nhục nhiễu như là kỳ, nhân gian mấy độ hợp ly, đồng quan nhuộm máu kinh kỳ tả tơi. Quỷ ma giao chiến khắp nơi, hiểu gì thấy không? Quỷ ma tức là chiến tranh Âu Châu, Ukraine, Nga, rồi giờ sắp Á Châu, rồi nội bộ của Việt Nam đấu đá nhau nữa. Quỷ ma giao chiến khắp nơi, quỷ ở trên trời, ma ở dưới hang. Quỷ ở trên trời, ma ở dưới hang. Cỏ cây non nước điêu tàn, quỷ nọ ra hàng, ma ấy mới thôi. Vẫy rồng tạm tách làm đôi, nước Việt có chia Bắc Việt Nam, quốc gia hải ngoại, Bắc Trọng, Bắc Dũng. Vẫy rồng tạm tách làm đôi, bóng câu tinh dấu muôn đời nhớt nhuông. Nghĩa là mình làm nó chọc cười thôi, thế gian sau này sẽ ghi vào lịch sử hết, ai làm đúng làm sai đều vô sổ bài đen của lịch sử dân tộc Việt Nam hết. Vẫy lòng tạm tách làm đôi, bóng câu in bóng muôn đời nhớt nhung. Kể từ đội ngũ nằm chờ, đội ngũ nằm chờ, thầy tu mở nước bây giờ mới hay. Cái câu này là thầy tu mở nước bây giờ mới hay, mà không biết ai là vừa là thầy tu mà vừa là đời luôn á. Chứ không phải là ý là cái câu này xưa chị nói là mấy ông thầy mà có vàng nha, chữ tu là cái tâm tu, thầy tu mở nước bây giờ mới hay. Mà chẳng qua cũng giống quỷ Tây, ma tàn quỷ hết đến ngày Long Hoa, tức là hồi Long Hoa, tức là lúc hiện giờ là ma diệt ma, quỷ diệt quỷ. Khi mà đến thầy xuất hiện là Phật xuất hiện, Phật không có tạo nghiệp, Phật chỉ làm cho nước Việt an cư lạc nghiệp, cường thịnh lên thôi, cùng với Kiệt. Thì họ một đời này Đức Thầy sẽ về với Phật A Di Đà, Kiệt sẽ về lại thiên đình.
Thì cho nên bây giờ quý vị thấy á, là ở bển á, biết bao nhiêu chuyện xảy ra ngoài cái sự tưởng tượng của mọi người trên thế giới. Bây giờ không có nước nào mà một tổng thống chỉ ngón tay là đi xuống mà đi xuống, chỉ lên là ngồi lên. Thấy lạ không? Nó hơi lạ đó. Nói sao anh không có nghe, con để đây đây, con khỏi cầm gì chứ, con cứ nhắm ngay đây để một cái vậy thôi. Ok, rồi, để đây nào. Rồi, cứ để đây rồi cái anh... Ừ vậy đó, để góc cao thì cứ để im vậy luôn. Ma tàn quỷ hết đến ngày long qua, khỉ về gà gáy o o, khắp nơi lại giấy can hoa kinh trời, quỷ ma đến lúc lý đời, chứ là cộng sản sụp đổ. Phụ nguyên trời đã định ngôi sẵn sàng, chó mừng tân chủ rõ ràng. Tức là cái câu này quý vị bên trên nói là sẽ có một cái thể chế mới của Việt Nam ấy. Chó mừng tân chủ rõ ràng, bốn phương tấp nập lên đàn hồi hương. Nghe là câu mình hay nói là 60 người khắp năm châu là bốn tứ phương đó, đi về Việt Nam. Khi mà một cái thể chế Việt Nam và của Trung Cộng thay đổi trong năm nay, năm nay á 90% nha, năm nay thôi mình lên 95 đi chưa năm thì bảo đảm. Khi mà Trung Cộng thay đổi, Việt Nam thay đổi là áp dụng câu này nè. Cái này vừa đọc cũng nhiều lần rồi, nhưng mà hôm nay mình đọc đó, mình nhắc vô cái clip này á, là phụ nguyên trời đã định ngôi sẵn sàng, chó mừng tân chủ rõ ràng. Tân chủ nghe là một cái thể chế mới, tân chủ rõ ràng. Bốn phương tấp nập lên đàn hồi hương, long hoa muôn thuở biên cương, Việt thường con cháu tiên rồng vẽ vang. Việt thường con cháu là nước Việt sẽ là một cường quốc trong tương lai, và sẽ là một nước được thế giới kính nể trọng dụng. Đó là cái bài nó sẽ áp dụng ngày hôm nay quý vị, 1938. Lắc quá chắc đã coi ta nhức đầu luôn á. Để đây thì không được ngồi chống mẩy, cầm thì được ngồi chống mẩy. Ok rồi, hỏi tiếp, ai gì hỏi tiếp. Lấy cái microphone hỏi. Dạ. Có đi, có tính định đi, nhưng mà nghe mấy người ở trong này nói bữa đó trên xe nó lên đây. Nó gần không? Trên xe nó lên nói, lên hỏi, coi hỏi cái việc mà cái thúc nó chưa tới. Rồi mấy người nói là không có đi được, tại vì nó đóng cửa. Cái đời bác làm để dành tiền được như vậy. Hiện giờ trong người bạn có nhiêu tiền? Nói thiệt đừng nói láo. Nói thiệt hả? Ừ. Trước mặt mấy cả nước Việt là mấy chục triệu người. Hai trời ơi, tuổi này mà còn 250.000 làm sao xài hết. 250.000 về hỏi kế tiếp. Trong 250.000 này bây giờ nhiêu tuổi? 76. Từ mà mình cho tới 18 tuổi bắt đầu có giấy đi làm này. Từ 18 tuổi tới 78 tuổi bây giờ là 60 năm hả? 60 năm nay 250.000
trong đó có đồng tiền nào không chánh đáng không? Cái còn gần vô để bước nhà ở tiếp tục sau này ổng hết đó. Rồi ổng đâu rồi? Ổng hết rồi. Tức là tiền đó là tiền lan xoan của ổng. Ờ vậy là cái này là cô tiên này xuống trần được hưởng phước xá không? Có nghĩa là thật sự là cái đồng tiền này cũng là sạch, nhưng mà không phải là con mồ hôi nước mắt của mình. Và bây giờ 78 tuổi, tuổi cỡ này bất cứ lúc nào cũng ẹt được ha. Vậy tiền nó đi đâu vậy đâu? Làm gì tiền đó? Ai sẽ làm tiền đó? Ai sẽ xài tiền đó? Thôi làm tầm bậy mất công á, chết cái cận tử nghiệp á, bị sốc. Để mình hỏi, để mình giải nghiệp giùm nó không? Hôm nay mình giải nghiệp sạch luôn á, tức là đi vô scan là phải scan cho sạch luôn. Để coi 250 ngàn, quá trời tiền á. Hèn chi tự nhiên đi mà có người nhiều dắt là thấy người này lạ rồi. Còn bữa hả mua cho mình đóng quà toàn là đồ quý không hết không? Chứ mình cứ nghĩ là mấy bà già mà lãnh tiền của Biden làm sao mà nhiều tiền như vậy. Giờ còn 250 ngàn mà 78 tuổi. Bây giờ cái tiền này coi như sạch đi cả đời, coi như là không có tội. Nhưng mà 250 ngàn đó mua cái vé bay về trời á cũng rẻ quá, quá rẻ. Giờ làm sao? Trời, cái đó, cái vé đó bây giờ Biden đó là Hunter Biden háo lộ là hàng tỷ không? Giờ những người giàu nhất hành tinh này là ai nè? Jeff Bezos không, hay là thằng Mark Zuckerberg gì đó? Giờ nó cứ mua vé này á 300 tỷ chứ không bán nữa. Cái vé này không có bán được. Nhà có 250 ngàn mà muốn mua cái vé đi về giống như kiểu má trinh không, thiên huệ đó. Nói cho bây giờ á, cái này cũng là trong nhà có mấy người con? Không có con luôn. Lần đầu tiên nghe 250 ngàn mà không có con thì làm sao hết tiền ta? Bây giờ cho ngày xài 10 nghìn á, chưa chắc được sống 250 ngày nữa. Chia mà chia không đều, còn nó quýnh lộn rồi sao? Chết luôn rồi. 250 ngàn không có con, tôi phải tính làm sao số tiền này ta? Không vui vậy này. Mà bữa giờ có làm con của ông trời chưa? Có hồi thiên chưa? Có rồi. Tự nhà cẩn hả? Dạ. Nhưng mà cái câu hỏi là hồi bữa mùng 9 Tết á, là cha mẹ đứng ngay trong cái vừa hội trường cả mấy trăm người là cha chứng hết rồi á, mẹ ông chứng rồi, chư thiên đứng hai bên tường cả ngàn vị á, là chứng hết cái đám đệ tử mà tứ phương về hội trường mùng 9 Tết. Còn cái này thì dĩ nhiên thông cảm. Tôi thấy thì tôi thấy tuổi lắm, tôi muốn khóc luôn. Tại sao mình ở đây mà không đi được? Chọc mọi khóc thiệt. Câu đeo rồng nữa. Một cái chi gì cho cái đệ tử này đi về cõi trời? Thiên gì? Thiên Nguyệt Liên. Hả? Thiên Nguyệt Liên. Thiên Nguyệt Liên có cái hình chưa vậy? Có. Có hình thật thiếp mà cách chưa? Có. Đây còn chút lấy cái này để phụ về núi khấn giùm. Tội nghiệp đừng lo, đừng đi về rồi. Đừng đi về rồi, để chút tích, ngồi im, chút lấy. Còn 250 nghìn. Thì đang xử sao, giờ ai có ý kiến gì không xài giùm cái số tiền này? Hả? Nổ. Trong lúc này á, cái đồng tiền nó quan trọng. Nếu không cái thằng hồn này á, cận tử nghiệp mà bị sốc á, đưa cháo á, mà nó lằn nằm bậy á, có linh hồn khi mình chết á, mình biết là mình cũng bị trách á. Tại vì mình tưởng là mình cho đúng người mà không đúng người.
không có con nữa. Thiệt là có tiền nó thấy khổ. Cái này khổ nhiều tiền á. Tại lấy cái tiền đó là để gần gần vô. Lấy cái tiền đó để mướn nhà ở. Tôi làm gì 250 ngàn sai hết. Phải chia là cùng có chừng 300-400 ngàn. Bà chỉ lấy tiền để mà mướn cầu thắt nơi nhỏ đó. Thầy tiền nhiều sao lại mướn hết không anh? Xong đi mua đại cái mâu hộp gọn gọn á, tự mình ở rồi mình lập bàn thờ. Ở nhà có bàn thờ không? Cũng được rồi, nhưng mà lên đây ngồi chết rồi. Rảnh đó thì kêu bà này dẫn lại đây nè. Hay lên núi. Núi thì hỏi mấy đệ tử trên núi coi số. Thôi tiền này phù du. Chuyện này có quá trời tiền mà cũng coi. Đúng rồi, là cha đã giải thích rồi. Nó cũng như là một con chip, giống như hồi nãy đầu đề cái clip mình có nói á. Nó không có ý nghĩa gì hết. Khi một kiếp người từ xưa thì đã là vua của nhiều tiền kiếp thì biết nhiều vàng ngọc châu báu, cả ngày hôm nay á mà nó đào lên cái mộ rồi cho người ta đi thua, đúng là mình mới lấy tiền đó mới đúng. Ai mà lên giảng lý trường thành mình mới thâu tiền mới đúng. Mà hôm nay á, đầu thai lại vô nước Việt, sanh ra cái máy hiên trường, không có tiền qua Mỹ cũng tả tơi. Cho nên nó chỉ là được một kiếp thôi nha quý vị, không có mang theo được kiếp thứ hai. Chắc ăn lo việc là người nhân chứng vật chứng luôn nè. Nếu mà mang kiếp thứ hai á, việc đó cực khổ mở cái hãng. Từ năm 93 10.000 đô mà tới ngày hôm nay lại tạc lại từ đầu rồi. Nếu mà mang được á thì bây giờ á, bảo đảm quý vị nha, kiện mà về Vạn Lý Trường Thành mà lên mà tính đi coi về xưa công trình mình xây làm sao. Tại lúc đó ông xây xong rồi ông cũng ẹt đúng không, già rồi. Thì giờ coi bảo đảm nó thâu giác mình á. Trung cộng thì nó lấy tiền giác của mình á, nó may trả tiền giác. Nhận làm đệ tử rồi đó, đừng lo. Mình đó hả? Cái có một lần hỏi hỏi trên ông quải quá mà, tức là cái thế gian này chán đó. Những lúc đó mình sống hai cõi đó, mình trên kia nó sướng hơn. Khi mình thức dậy á, mình thấy bao nhiêu chuyện tắm cá nhức đầu đó, mệt lắm. Những cái người nào mà sống hai cõi người ta không có thích cõi này. Thì đó hồi nãy có kể là phải sáng tới coi cái kiến để mình nhắc nhở mình là vậy. Mỗi lần vui với mấy đệ tử lâu lâu qua để karaoke đó, con vui nó đừng quên con là thái tử nha con. Nhiều lúc quên thiệt luôn á. Thì trên nói là sống tới 88 tuổi thôi, còn muốn sinh thêm thì cứ sinh cha. Nhưng mà bây giờ hôm nay nói trên cái clip này cho tất cả trên thế giới và hội thiên, nhất là tuổi đó này thì có mấy bà chị giống như mình biết rồi đó, như chị Quỳnh Trinh nữa chứ, là chỉ cách để cho chị tăng tuổi thọ. Thì hôm nay ai về làm đúng á sẽ được tăng tuổi thọ theo ý của mình. Nó thật nha, về nhà kiếm một cái thao, rồi kiếm một cái tô mình úp lên trong cái thao á, mình bỏ nước. Rồi cái tô á để cái đàn cầy, đàn cầy lúc nào cũng cháy đừng có tắt. Xung quanh cái tô bỏ một loại bông mà đỏ cho nó cho hiểu ý làm không. Rồi cứ đốt đèn thì đúng là mình thỉnh, giống như mình thắng sinh thêm tuổi thọ. Thật sự con người của mình á, sống chết là do mình giữ gìn sức khỏe nha, chứ không phải là tới tuổi nào, trừ khi cái người đó bị ác quá cái nghiệp thì mới gì cho đi thôi, chứ còn tuổi thọ mình là mình tự phải lo. Chút về trừ tiền bà này là đang nói chuyện. Thì khi mà mình làm cái sinh tuổi thọ đó, nhất là tuổi già nên sinh thêm, thì trên sẽ cho mình thêm ra thì xin được á, hiểu không, hiểu cách làm không? Cái mình lấy giống như mình chưng cái gì á,
Ừ, mà để nước xung quanh nha, phải có nước nha, nó trôi bông hoa đó. Rồi ở giữa cái tô mình để cái đít ngược lên, cái mình để cái đèn, nhưng mà lỡ mình để overnight nó nhiều khi nó cháy nhà, nhưng mà cháy nhà nó cũng đụng nước. Thì đó là một cái cách để mà mình send cái signal về trời, mình xin thêm tuổi thọ cho cha mẹ mình. Cái ngay giữa nhà chức bàn thờ chứ đâu, chứ không phải để anh giường ngủ. Trời. Nhưng mà nếu mà làm á, coi chừng bị cháy nhà nha, nó có cái nguy hiểm. Nếu mà chắc ăn á, làm sao ta? Nhưng mà phải biết cách làm cẩn thận á, nó sẽ tùy là quan trọng. Thì chỉ nói vậy thôi, cách xin tuổi thọ là gì? Bông cho nó trôi vậy đó, bông đỏ đỏ nhỏ nhỏ, bông nào đẹp mình thích. Nên nhớ ở trên trời á, thích bông đẹp và mùi thơm. Thì phải mình bình thường mình khánh kiểu nào mình khánh, ấy là Phật gì đó mình cứ khánh. Bây giờ nè, tự nhiên thì chỉ thì xin rồi, chúc thì xin dùm cho bác rồi. Bác Hồng mướn một người Việt Nam á, để cho người ta dễ hiểu mình. Thứ hai á, từ đây mình có 250.000 đúng không, thì cho cháu mình cứ cho đi, viết di chúc đàng hoàng để nó giết nhau mình bị nghiệp á. Thì nó nguy hiểm lắm, nó như là phải chia ra điều giấy tờ vậy, nó tụi nó mà anh em nó gây lộn nhau mình cũng về trời mình cũng tội á. Cho nên xử phải cho đúng. Nhưng mà thí dụ mình có người Việt Nam hay người nào để dễ nói tiếng. Khó kiếm hả? Trời, 250.000 ai đó không giờ 100 đồng. Cũng xài không hết tiền nữa. Đẩy bà tiên này để tới để lui thôi, giờ 100 đồng rẻ. Ông bà nói bà đi không nổi nên sao bà đẩy. Bà lo bà không xong nữa. Bà mẹ. Ok rồi, xin rồi, để từ từ xin cho bác tăng lên bữa thọ. And I like it so that they are này quá ai à? Này vàng 24 mà. Ok rồi. Tại sao? Cái này là gì? Đâu? Cái này của con tặng phải không? Cái này anh nhớ nghe, lúc mà cần tới nghiệp á, cầm cái này niệm Phật. Thì lúc đó Kiệt sẽ bay tới dẫn đi. Cầm cái xe chuỗi này nè. Chứ không là bà đi lạc là tội nghiệp lắm. Cũng giống như là lên Sài Gòn vậy đó. Sao? Đâu dấu, có dấu thiên tâm không? Không phải, nó mình đừng có quá gì đó. Mình làm cho nó đừng có cộm vô cái tay như vậy được rồi. Mình quan trọng là cầm niệm Phật chứ không phải là đeo cho có. Vậy là được rồi. Còn cái dấu thiên tâm mình... đeo cổ. Đeo cổ có không? Có đeo cổ không? Cổ muốn đi kiếm cái sợi dây chuỗi giống gì để đeo cổ. Dạ. Ok rồi, từng sao lên tặng một cọng dây giống gì. Dạ. Ok, từng sao mấy con nhắc nha, tại vì để trên núi không có mang thuốc. Nhớ từng sao tới có một cọng. 250.000 giờ 100 đồng, ai đẩy tôi. Phải không? Phải rồi, phải rồi. 100 đồng giờ. Thật sự đấy ông. Con tình nguyện chở bác đi. Tới đây con tình nguyện chở bác đi về. Có lấy tiền đâu nếu bác muốn. Chứ bà. Đấy rồi, đây rồi, đây rồi, có. Có
có lòng gì đó, cái bà mày bảo muốn về sớm rồi cho tôi có tiền làm về, cho tôi có gian về thì về tốt lắm. Được, con sẵn sàng giúp cho bác để bác về. Bây giờ á, ngay đây sẵn mình làm luôn nha. Bây giờ không có con nữa không? Cũng là họ Thiên rồi phải không? Mà Thiên này Thiên này là Thiên già phải không? Sắp sửa về go home. Còn Thiên trẻ đây biết gì nè, quá trời. Biết con họ Thiên nào muốn nhận Thiên gì đây? Thiên tên gì? Thiên Liên hả? Ông mà chữ lót là gì? Hả? Thiên Nguyệt Liên hả? Ai muốn nhận Thiên Nguyệt Liên 78 tuổi này là má nuôi? Giơ ra lên. Ở đây là hộ ghép luôn nha. Không phải là tiền đó, là cái nhã. Mình nói cái lòng từ bi. Khi mình là người của họ Thiên á, mình phải coi cái gì, mình đừng có coi theo cái mặt đời, mình coi theo cái tâm của mình. Nó có phải như vậy không? Nếu không phải như vậy, mình thấy cảnh đơn coi này á là mình khác, con đừng có nghĩ như vậy. Vậy con xung phong nè, con làm con nuôi của bác. Rồi lên đây, tự nhiên bữa nay có đứa con nuôi dễ thương. Quá trời lòn ha. Cái này đệ tử ruột của mình đó nha. Kêu má nuôi đi. Ai con kêu mom mom ha. Mom mom. Mom á, muốn chồng con chở mom tới đây con sẵn sàng. Nhưng mà điều khoản là con tự xách con đến tuần con chạy lên đây khoảng 1 giờ 2 giờ thì con biết cấp. Chứ con đem má lại đây. Xong rồi má ngồi nghe sư phụ con giảng đạo. Xong rồi ngồi tu hành. Xong rồi chuyện nào má muốn về con chở má về. Hai bữa nay tới đây con đứa con nuôi đây cũng có trời có thể duyên lên trên gặp nhau tại đây á. Rồi chúc cho hay quá. Rồi hồi hổ tay rồi con đứa con nuôi chở má tới giờ duyên này cũng lớn á nghe. Chết cha bà mẹ thất nghiệp à. Cái này của ai đây? Này rồi à, nãy Thái hả? Thái chở rồi lên nhận làm đệ tử luôn nè, để ngồi kéo màn cái là đi về luôn á. Rồi nhận đệ tử luôn. Hồi nãy muốn không? Nhận lời phải không? Hồi nãy có mấy người á? Ở đây. Ở đâu? Đứng gì? Rồi, con của ông trời quá. Rồi, tên gì? Phan Lê. Phan Lê gì? Phan Thị Lê. Ok, Thiên Thị Lê. Phan là con của sát phàm. Con của quyền, còn Thiên đó là con của ông trời, Thiên Thị Lê.